người đã đến với buổi live stream của chuỗi các bài tập tại nhà cùng AIA Việt Nam và Fit Plus. Ngày hôm trước chúng ta đã tập các bài tập thân trên, thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với các bài tập low body để có được một vóc dáng hoàn hảo từ trên xuống dưới nhé. Mình là Ruby, đây là Tony, còn bên cạnh mình là bạn Kiên. Mọi người hãy cố gắng theo dõi mình. Nếu như mà mọi người muốn tập những cái động tác khó thì mọi người hãy cố gắng theo bạn Tony nhé. Còn những bài tập dễ hơn thì mọi người hãy cố gắng theo dõi bạn Kiên. Bắt đầu bài tập thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động nhé. Bài tập đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi động chân chắc. 3, cố gắng lên, nhảy và thở. 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người cố gắng đánh mạnh tay lên. 10, 1, 2, 3. Thở ra nào. 4, 5. Cố gắng gần cơ bụng chắc vào. 5 nhịp cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Wow, rồi mình đi qua đi lại và thở ra. Wow. Mình đã cảm thấy chưa gì hết mà đã nóng hết cả body rồi. Bây giờ mọi người sẽ đi vào một động tác khởi động khó hơn. Đó là mình cố gắng mở chân rộng ra và squat chân mạnh lên. 2, 3, 4, 5, 6. Tony thấy thế nào? 7, 8, 9, 10. Mọi người cố gắng. Khi mà mình khởi động mình cũng đừng có cố gắng đẩy cái gối về phía trước nhà. Giữ người mình trên một đường thẳng và nhảy. Kết thúc với sàn bằng mũi chân. 5, 4, 3, 2. Ok, mọi người ơi, cố lên. Mình thở 5 giây và mình sẽ tiếp tục một động tác khởi động nữa. Rồi, và bây giờ mình sẽ đá chân ha. 1, thở ra. 2, 3, 4. Cố gắng là thở mạnh ra. 5 và hít thở đều. 6, 7, 8, 9. Mình có thể đổi đi chéo chân. Thở ra. Cố gắng lên. Vươn hết người về phía trước và thở mạnh nha. 5 nhịp cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Động tác cuối. Ok, rồi mọi người hít thở đều vào. Rồi mình sẽ vào cái bài tập ngay bây giờ luôn ha. Động tác đầu tiên mình sẽ mở chân ra. Squat và zoom mạnh lên. Đúng rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người thấy khó quá không tâm được thì mọi người có thể làm như bạn Kiên. Cố gắng hít thở đều mạnh. Cố gắng. 5 nhịp nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mình hít thở đều và mũi chân mình hơi mở ra một chút. Thì mình sẽ đi tiếp cái động tác khó hơn, squat. Và cố gắng nhấp, nhấp, nhấp như thế này. Rồi, cố gắng feel lên cảm giác ở phần mông và đùi mình thật là nóng lên. Mình có thể đi qua đi lại nào Tony. Mình sẽ đi như thế này. 1, 2, 3, end. Qua bên phải, rồi qua bên trái. Nếu mà mọi người không đi được thì đứng im tại chỗ làm giống như bạn Kiên. Wow, cái cơ mông của mình nó đã nóng, nóng, rất là nóng rồi. Mọi người hãy cố gắng lên, nó sẽ hơi mỏi đùi một chút thôi. Rồi, qua bên trái. 2, 3, rồi một lần nữa. Ok. Và bài tập tiếp theo đó là động tác lunge. Mọi người cố gắng mở chân rộng ra bằng vai. Và sau đó mình sẽ đưa một chân ra sau. Khuỵu cái chân sau xuống nè. Hóp cái phần bụng và thẳng lưng, mắt hướng về phía trước. Lên là thở ra. Sau đó mình vẫn xuống, hít sâu và cố gắng đẩy cái cơ mông của mình ra phía sau. Cảm giác là cơ mông của mình nó sẽ bị tổn thương và làm rách cái nhóm cơ đó ra. Lên là thở. Và cái chú ý tiếp theo đó là mình cố gắng đừng có đưa gối qua khỏi mũi chân để tránh ảnh hưởng đến gối của mình trong lúc tập luyện nhé. Rồi, cố gắng nhảy lên. Đúng rồi.
Tân ơi, cảm giác như thế nào? Em phải cố gắng gồng chắc phần cơ mông và Rồi, nhảy mong lên nhé. nhẹ. Mọi người cố Em gắng, ơi. feeling ở đây. Rồi, em cố gắng Ok. gồng chắc cái phần cơ mông vào, người em thẳng, Mong đúng rồi, và đạp chắc cái phần gót chân của mình xuống. Cố gắng 5 nhịp nữa. 1, 2, Cố lên. 3, 4. Ok, và mình sẽ xoay lại đổi bên. Cố gắng lên. Một bên nữa thôi. Nào, tập trung. Một. Đúng rồi, lên thở. Good. Cố gắng mắt nhìn về phía trước nào Tony. Wow. Mông của chị rất là mỏi. Năm nhịp cuối cùng. Một. Hai. Ba. Bốn. Ok. Rồi. Mình cố gắng lên. Bây giờ mọi người nghỉ giải lao và uống một miếng nước, sau đó mình sẽ tiếp tục bài động tác tiếp theo. Mọi người cố gắng thở nha, thở mạnh ra. Mình sẽ quay lại cái động tác lunge luôn, nhưng mà mình sẽ jump nó lên, có nghĩa là như thế này: mình đứng hai chân và jump cả hai chân, tiếp xúc hai chân. Hiểu, ok chưa? Rồi, chúng ta cùng làm. Bắt đầu thôi. Một, hai, tập trung vào, tên đi nha. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, năm lần nữa. Một, hai, hót to lên. Ba, bốn, đối bên. Xoay người lại nè mọi người ơi, mình cố gắng nâng nhịp tim ở cái set này lên. Nào, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, hai chân dâm lên nào. 6, 7, đúng rồi, Tony ơi, cố gắng lên. 9, 10, 5 nhịp nữa, cuối cùng nào. 5, 4, 3, Tony cố lên. 2, ok, wow, trời ơi. Mình rất là mỏi rồi. Mọi người hãy cố gắng theo dõi và tập theo ha. Và động tác tiếp theo chắc chắn sẽ dễ hơn. Mọi người cố gắng thở 5 giây và chúng ta sẽ thực hiện cái bài mông này dưới thảm nhé. Mọi người cố gắng đi lại, đi qua đi lại để thở nào. Ok, và cái bài tập tiếp theo mình sẽ cố gắng chú ý là sẽ cho nó ăn vào phần mông rất là nhiều nha. Động tác này á, mọi người cố gắng tập trung thì sẽ có được vòng mông rất là cao và rất là căng tròn luôn. Bây giờ mình sẽ thực hiện đầu tiên. Rồi, hai cái gối mình mở ra cũng là song song bằng vai, hai cái tay mình về phía trước. Và mọi người lưu ý động tác này á, trước khi làm cái động tác này á, mình phải canh cái đầu gối của mình nè. Nó phải đều nhau, hai cái tay mình cũng phải đều nhau, và chú ý nữa là lưng của mình không có di chuyển. Tại vì khi mà mình đặt xuống dưới tấm thảm nó không đều nhau á, quá trình mình nâng lên, hạ xuống và cái phần lưng của mình di chuyển thì nó sẽ làm cho người mình lệch đi và lưng của mình sẽ rất là đau. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu động tác mông này nha. Cái gót chân mình đẩy lên, sau đó đá lên là thở nè. Đúng rồi, mọi người phải lên là thở ra và gồng chắc cơ bụng lại. Xuống chậm và cảm nhận cái phần cơ mông của mình di chuyển nha. Mình đã cảm thấy mồ hôi rơi lập đập rồi. Cố gắng lên, 10 nhịp nữa thôi. 1, 2, 3, cố lên. 4, ở đây, 5, đúng rồi. 6, 7, nếu mọi người mới tập thì mọi người có thể làm giống như bạn Kiên nha. 5 nhịp cuối nào. 5, 4, 3, 2. Và nhịp cuối cùng giữ chặt lại. 1, 2, 3, 4. Ok, mình tiếp tục đổi bên luôn, không nghỉ nha. Rồi, bắt đầu. 1, cố gắng lên nào mọi người ơi. 2, wow, tuần này em làm rất là tốt rồi. Cố gắng lên nào. Rất là đau mông chị ơi. Dễ cũng rất là phiêu. Wow. Mọi người cố gắng lên 10 nhịp nữa thôi, sắp hết bài rồi. 1, 2, đúng rồi. Giữ chặt lưng cho mình nha. 3, gồng chắc bụng lại nào. 4, 5, 6,
7. Ba nhịp cuối. Ba, mọi người cùng đếm nào. 2. Ok, nhịp cuối lên giữ mọi người ơi, giữ nào. 5. 4. 3. 2. Ok. Wow. Rất là mệt. Mọi người cố gắng lên, mình sẽ còn một động tác cuối cùng. Động tác này là rất là dễ luôn. Wow, mọi người hãy lau mồ hôi của mình dưới tấm thảm nha. Rồi, động tác này là động tác cây cầu. Rồi, mọi người sẽ đặt cái lưng của mình xuống tấm thảm. Hai cái chân mình nha, cố gắng là phải giữ nó bằng nhau trước nè. Rồi, mình nằm xuống. Động tác này mình phải cố gắng là giữ cái lưng mình không có di chuyển lên xuống bằng, không có nghĩa là di chuyển lên xuống như thế này thôi. Nhưng mà mình không phải là đẩy cái lưng, cái hông như thế này ha. Tại vì khi mình làm như vậy nó chỉ vào lưng của mình và sau cái động tác này mình sẽ rất là đau lưng. Nên mọi người hãy cố gắng đạp chặt cái chân mình xuống dưới sàn. Hai chân mình để song song nè, hai tay mình để song song nè. Sau đó mình nâng cái hông mình lên và mình đạp bằng gót chân, siết chặt cái vòng cơ mông của mình lại, hạ xuống từ từ, hít sâu và gồng chắc bụng, tiếp tục nâng lên là thở ra. Nếu mọi người muốn tập khó hơn thì mọi người có thể nâng một cái chân của mình lên và gót chân của mình hướng lên trần nhà như thế này ha. Và mình siết chặt, hạ xuống, gồng chắc và nâng lên. Đó, mọi người hãy cố gắng nâng lên, siết chặt và tập trung vào cái phần mông của mình rất là nhiều vào. Thở ra và hít. Đúng rồi, mọi người cố gắng như vậy thì mình sẽ ăn vào phần cơ mông rất là nhiều. Rồi mọi người cố gắng nâng hông lên, thở ra. Đúng rồi, lên. Wow. Rồi cố gắng lên, 10 nhịp nữa. Lên. 1. 2. Cố gắng lên Tony ơi, gót chân của Tony đâu rồi? 3. 4. Đó, mọi người cố gắng hướng cái gót chân lên như thế này. Và mình siết chặt giữ cái phần chân thẳng. Phần chân bên kia thì mình sẽ đạp gót và siết cái phần mông này lên. Đúng rồi. 5 nhịp nữa em ơi, Kiên ơi, em phải cố gắng lên, mình sắp xong rồi. 4, 3, đúng rồi. 2, 1, và cuối cùng mình lên giữ lại. 5, 4, 3, 2. Ok, mình đặt lưng xuống và mình sẽ tiếp tục đổi bên nha Tony ơi. Và Kiên phải cố gắng làm thêm 20 nhịp nữa. Rồi, mình bắt đầu. 1, mình rất là biết là mọi người đã rất là mệt rồi. Nhưng mà phải cố gắng lên, mình sắp hết cái bài này rồi. Wow, cố gắng thở ra và siết chặt mông lại nha. Cố gắng lên, nè mọi người ơi, mình sắp xong rồi, 10 nhịp cuối nào. Rồi, mình sẽ cùng nhau đếm nha. 1, 2, đúng rồi, 3. Wow, cơ mông nóng lên. Lên, 5 nhịp cuối, 5, 4, sai tiền, 3, 2, và nhịp cuối cùng mình giữ nào. Giữ lên, 1, 2, 3, 4. Wow, thở nào mọi người ơi. Mình đã kết thúc một cái chuỗi động tác này rồi và mình sẽ cố gắng nghỉ trong 10 giây để mình tiếp tục nữa nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu tiếp set thứ hai nhé. Và mình mở chân ra nào mọi người, mình sẽ cố gắng squat chân lên và kết thúc bằng mũi chân. Mọi người cố gắng lên vì set thứ hai này mình đã làm cho cơ thể của mình nóng lên rất là nhiều rồi. Thở ra, gồng chắc, tiếp xúc đất bằng mũi chân nha mọi người. 5 nhịp cuối, 1, 2, 3, 4. Ok, thở đều ra. Tony ơi, thấy thế nào? Và mình mở chân ra tiếp tục động tác. Mình đứng nghiêm tại chỗ và squat luôn ha. Nào, bắt đầu. 1, 2, 3. Cố gắng mọi người thở ra nha. 4, 5. Và mọi người cố gắng khi xuống mình cảm nhận phần mông của mình chắc vào, không có đẩy cái gối mình về phía trước ha. Cố gắng lên mọi người. Có lên Tony, có lên, em không sao mà, em phải cố gắng nhắc qua trái, nhắc qua phải đi nào. Đúng rồi. Wow, mình cố gắng nhắc, bây giờ mình sẽ làm khó hơn. 1,
2 3 1 lần nữa. Ok, rồi mình thở đều ra nào. Rồi mọi người đi qua đi lại, sau đó mình sẽ tiếp tục động tác lên gì và dùng một chân trước ha. Rồi mọi người ơi, đã hết thời gian đi qua đi lại rồi, mình tiếp tục nào, hai chân mình mở rộng ra. Ok, và một chân mình bước ra sau, cố gắng xuống, đẩy cái cơ mông ra và nhấp nhẹ lên thôi. Đó, chỉ cần nhẹ nhàng lên như thế này thôi. Thở. Đúng rồi, 4, 5, 6, cảm giác cái phần cơ mông của mình nóng lên. Wow, cố lên. Wow, mới nhịp nữa. 1, cố lên, cố lên. 2, 3, 4, và mình tăng tốc lên nào. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, rồi xoay lại đổi bên. Đổi bên nào Tony ơi, mình cố gắng lên, cố gắng lên. Một chút nữa thôi. 1, 2, đúng rồi. 3, 4, mới vào thì mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi. 6 nào. 7, Tony à. Mình cũng rất là mỏi. Ok, mình sẽ cùng nhau tăng tốc nhanh lên một chút nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 nhịp, 3, 2, ok. Rồi mọi người thở đi nào, thở đi, động tác tiếp theo sẽ rất là mệt hơn nữa. Wow. Bây giờ mình sẽ jump, nhưng mà là hai chân nha, hồi nãy lúc nãy đó mình chỉ làm một chân thôi, dễ lắm, bây giờ hai chân. Wow. Ôi, năng lượng của mình nó đang lên rất là nhanh. Rồi mình sẽ cố gắng tiếp tục hai chân nhảy khỏi, cố gắng lên nào, sắp xong rồi nào, cuối cùng nào, lên đó, thở thở mạnh ra, chân cao lên. 6 rồi, 7, 8, 9, Tony 10 nhịp nữa thôi Tony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và mọi người ơi, xoay người lại đổi bên thôi. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Wow, tiếp tục. 1, 2, 3, 4. Gồng chắc cái bụng vô mọi người ơi. Nếu mà không gồng lúc mình nhảy lên, nhảy xuống thì cái làm cho cái bụng mình bị sốc hông và rất là đau. Wow, 10 nhịp cuối, 10, oh my god, cố gắng lên nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 nhịp cùng đến, 2, oh, wow, mọi người thở đi. Mình sắp được tập dưới thảm rồi mọi người ơi, đi qua đi lại để nhịp tim mình nó trở lại trạng thái bình thường một chút. Wow, mọi người uống nước nào. Và cố gắng lau mồ hôi nha. Nhịp tim của mình đang rất là tăng, rất là cao. Các bạn có mệt không ạ? Nhưng mà chúng ta cố hoàn thành nha. Cố lên, cố lên. Nhưng mà khi các bạn còn nói được, nhưng mình chết rồi. Đúng rồi, mình phải cố gắng lên nào cho. Phải đi. Rồi, bây giờ mình sẽ động tác đá mông dưới sàn. Nhớ cái động tác này mọi người phải lưu ý những gì mình đã nói ở set 1 nha. Căng cái body của mình chuẩn trước. Rồi, mình sẽ đưa một chân ra. Nhớ là gót chân hướng lên trần nhà ha. Lóc gồng chắc cơ bông lại và bắt đầu. 1, 2, đúng rồi. 3, siết. 4, mọi người có thấy cái cơ mông của mình di chuyển không? 5, 6, 7, 8, 9. Mọi người mới tập, mọi người có thể làm theo bạn Kiên nè, vẫn cơ mông nó vẫn đi ở một biên độ nhưng mà rất là mỏi nha. Đúng rồi, cố gắng lên, 5 nhịp nữa nè mọi người. 1, 2, 3, mắt nhìn về phía trước. 4, rồi nhịp cuối cùng mọi người giữ lên sâu và giữ chặt. 1, 2, 3, 4, đúng rồi, thở ra.
Trời ơi, mồ hôi nó rơi xuống mắt giống như khóc luôn. Thôi mọi người ơi, đổi bên. Nào, come on, come on. Cố lên. Có mỏi không? Oh, là... mọi người thấy không? Wow. Ai cũng rất là mệt. Nhưng mà cố lên nha. Năng lượng của mình nó đang rất là dư rồi, mọi người cố gắng đưa chân lên. Đúng rồi. Ba, gồng chắc vào. Gồng chắc cơ mông. Đúng rồi. Bảy, giữ chắc cái đầu lại Tony ơi. Tám, chín, mười, một, hai. Wow, quay, không được dừng lại mọi người ơi. Đi tiếp, đi tiếp. Rồi, tám nhịp nữa thôi Tony. Mình sẽ support Tony. Mười nhịp, một, hai, đúng rồi, xuống chậm về. Gồng chắc cơ mông ở đây. Ba, bốn, năm. Mọi người cố gắng gồng chắc cơ bụng. 6, 7, trời ơi, mình chỉ còn 3 nhịp nữa thôi. 2, 1, và cuối cùng giữ lên sâu chặt. 5, 4, come on, 3, 2, 1, ok. Mọi người ơi, cố gắng lên, cố gắng lên. Còn một động tác nữa. Rồi, mọi người hãy đặt cái lưng mình xuống dưới sàn nào. Cố gắng đi. Sắp hết chuỗi này rồi. Động tác cây cầu nha mọi người. Wow. Nóng. Body đã rất là nóng rồi. Mọi người nhớ cố gắng là tập chú ý hai cái chân mình nha. Song song và bằng nhau. Sau đó nâng cái hông mình, xiết cái cơ mông lại và hạ từ từ xuống. Nào, lên thở ra. Vào xuống hít sâu, gồng chắc cơ bụng. Đúng rồi, cố gắng là lực mình tập trung vào gót chân và siết chặt cái cơ mông mình lại. Wow. Sáu, mình cảm giác cái cơ mông của mình nóng lên rồi. Bảy, nếu mà muốn khó hơn, mọi người đưa một chân lên và gót chân lên, hướng lên trần nhà như thế này nha. Wow, cố gắng lên Tony ơi, mình chỉ còn 10 nhịp nữa thôi, rất là ít. Hai, ba, mọi người hãy thử làm dễ giống như Kim, cũng rất là feel. Cố gắng lên nào, 5 nhịp cuối, 1, lên, thở ra, 2, xuống thật là chậm và cảm nhận cái cơ mông của mình di chuyển. Rồi, 2 nhịp cuối, 1 nhịp nữa lên, giữ lại nào mọi người, giữ, 1, 2, 3, 4, ok. Mình đã mới xong có một bên thôi và bây giờ mình sẽ đổi chân còn lại. Rồi, bắt đầu luôn nào. Một, hạ chậm và lực cố gắng là ở cái chân đạp xuống dưới sàn nha. Thở nè. Gót chân mình hướng lên trần nhà như thế này nè. Gồng chắc cơ bụng và cố gắng nhịp thở của mình nữa. Wow, hít sâu, thở ra. Đúng rồi, cố lên. Sáu. Để hỗ trợ nha, hỗ trợ việc mua tay nha. 7. Và mọi người ơi, cố gắng đừng có di chuyển cái phần lưng của mình lên xuống cái phần võm lưng nha. Wow, 10 nhịp nữa Tony à. Cố lên Tony à. 1, 2, cố lên. 3, mọi người cùng đếm nào. 4, wow, 5, 6, xuống thật là chậm nào. 7, 3 nhịp nữa đi. 1, cố lên. 2, và nhịp cuối cùng mình lên giữ lại. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, wow, mọi người ngồi dậy và lau mồ hôi đi nào. Mình chỉ còn một set nữa thôi. Mọi người ơi, mọi người hãy cố gắng lau cái mồ hôi của mình dưới tấm thảm và lau cái mồ hôi của mình trên body của mình luôn ha. Tại vì khi mình di chuyển, mình vô tình mình có thể đi qua đi lại và trượt. Mình dạy lao 20 giây. Sau đó mình sẽ tiếp tục rep cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi set cuối cùng của chuỗi bài tập này nha. Vẫn cái động tác đầu tiên và mở chân ra.
xuống squat và dâng nhẹ lên. Đúng rồi, mọi người cố gắng hít và lên, thở bật cao lên, thở 6, ra 7, đúng rồi, 8, 9, 10, 1. Mọi người ơi, cố gắng lên, 2, nếu mà không làm nhảy 3, được thì mọi người hãy cố gắng 4, đứng squat 4, như thế này thôi 5, và tập trung vào cái phần mông 4, của mình. Yes. Đúng rồi, mình 5, phải cố gắng làm tổn thương cái phần 8, mông thì nó mới cao 9, và đẹp hơn 4, được. Okay. Wow. Mọi người thở ra và chúng ta sẽ tiếp tục cái động tác squat tại chỗ luôn ha. Rồi, chân mình vẫn giữ tư thế ban đầu nào. Và nhấp lên xuống, giữ chặt gồng cái cơ mông, tập trung. Hít, thở ra. Đúng rồi, 3, 4, 5, siết chặt vào. Đúng rồi, 6, 7, 8, 9, 10 nhịp nữa nào, cố gắng. 1, tên này đếm lên. 2, 3, 4, wow, 5, 6, 7. Mọi người cố gắng nhấc như mình cũng được nè. Nhấc nhấc và đi qua đi lại, đẩy cái mông qua, trái qua phải. Rồi, 5 nhịp nhấc nào mọi người. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Wow, mọi người ơi, cố gắng lên nào. Mọi người mở chân ra. Set cuối là set mình rất là mệt, tại vì hai set rồi mình đã dùng lực rất là nhiều. Và set thứ ba nó sẽ giúp cho mình đốt mỡ rất là tốt, nên mọi người cố gắng đừng có bỏ cuộc nha. Rồi, mở chân ra. Và mình bước một chân ra sau nào, xuống hít và nhích nhẹ lên. Đúng rồi. Lên, thở ra và cảm nhận phần cơ mông của mình. Nhích lên. 5. Đúng rồi, 6, thở. 7, wow. Lên. 8, lên, thở ra. 9. 10 nhịp rồi mọi người ơi, 10 nhịp nữa. 1. 2. 3. 4. Mọi người cố gắng đừng có đưa mũi cái gối của mình qua khỏi mũi chân nha, cố gắng giữ một điểm thẳng. Rồi lên là mình cố gắng tập trung và siết chặt cái phần cơ. Oh. Wow. Các bạn thấy mệt quá hãy làm theo mình. Cố gắng lên. Rồi mọi người ơi, mình đổi bên nào. Cố gắng không dừng lại. Tiếp tục. 1, 2, 3. Gồng chắc cơ bụng nào. 4, 5, 6, 7. Tony, fighting. 8, 9, đúng rồi, 10. Wow, 1, 2, ba mông của mình. 4. Ok, 5 nhịp cuối mình cố gắng tăng tốc. 5. 5 nhịp nữa thôi nha. 4. 3. 2. Ok. Mọi người ơi, cố lên. Wow, và động tác tiếp theo mình sẽ zoom hai chân. Cùng nhau zoom hai chân nha. Rồi, mọi người bước chân nhảy lên nào. 1. 2. 3, hai chân luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng lên. 1, 2, mình có thể đổi chân mà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, rồi bây giờ mình đã xong một bên rồi, quay là người lại và đổi bên thôi. Wow. Rồi, đổi bên. Come on, come on, come on. Ok, mình sẽ đi trước. 1, 2, 3. Bung mạnh lên hai chân. 6, lên nào. 8, đúng rồi. 9, gồng chắc cơ bụng nào mọi người ơi. 10, 1, 2, smile lên, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, mình đã vừa ăn gian. Mọi người ơi, cố gắng lên nào. Wow, và động tác tiếp theo mình sẽ tập dưới thảm nha. Vào, mọi người hãy vào thảm luôn. Hai chân mình mở ra bằng vai.
song song với tấm thảm hai tay chống đều nào. Rồi, mình đưa một chân lên, gót chân hướng lên trần nhà và bắt đầu động tác của bài tập tiếp theo. Lên là thở ra và xuống chậm. Cảm nhận phần cơ mông di chuyển nào. Wow. 5 6 7 Wow. Cố lên. 8 9 Ở cái bài tập này mọi người phải cố gắng tập trung rất là nhiều vào mông. Nó sẽ không có ăn vào đùi của mình, thì lúc đó nó sẽ giúp cho mình có một cái bờ mông cao hơn, tròn hơn và sẽ đẹp, thật là sexy nữa. Cố gắng lên 10 nhịp cuối nào. Wow. 2 Cố gắng cùng đếm. 3 Wow. 4 5 6 Nếu khó quá thì các bạn duỗi chân thẳng ra giống mình nha. 7 8 Nhưng mà cũng rất là feel. 9 Rồi mình giữ lại nè. 5 Mình cảm giác hai bạn phía sau của mình nó chưa có mệt. Rồi bây giờ mình tiếp tục đợi bên luôn, không có nghỉ nha. Mình phải tăng tốc lên. 2 3 Cố gắng lên mọi người ơi. 4 Mình xuống thật chậm nha. 5 6 7 Mọi người ơi, cố gắng lên, cố gắng lên. Phải tìm. Mình cùng đếm nào. 10 nhịp cuối. 1 2 Xuống thật là chậm nha. 3 4 Thở ra. 6 Đếm to lên nào. 7 8 Cố lên nha các bạn. 9 Giữ nào mọi người. Giữ chặt xiết. Đúng rồi. Ôi mọi người thở 5 giây thôi. Lau mồ hôi dưới tấm thảm của mình đi nào. Động tác cuối cùng rồi, mình cố gắng tập trung vào ha. Rồi ok, mình đặt lưng xuống dưới thảm và tiếp tục. Thật là sướng khi được nằm xuống tấm thảm. Nhưng mà mình không có thể thoải mái lâu như vậy được. Mình phải cố gắng đi tiếp động tác tiếp theo nào. Lên là thở ra. Siết chặt cái phần mông của mình lại và cảm nhận nó di chuyển. Khóa cái phần lưng của mình và đẩy cái hông lên siết chặt nha. Wow. Lên thở nào. 6 Mọi người muốn khó hơn, cố gắng đưa một chân lên. 7 Đưa cái hướng cái gót chân lên trần nhà và cảm nhận cái phần mông của mình ở dưới sàn ha. 10 đếm nữa, cố lên các bạn. Wow, 1 Đếm nào. 2 Tiếp sức cho mình đi. 4 5 Các bạn có biết không, lúc này là lúc mà mình đốt được mỡ rất là nhiều. 3 nhịp cuối. Cuối cùng nào, giữ chặt. Wow, mình cảm thấy cái cơ bông của mình nó rung luôn. Ok, mình đổi bên chứ hả? Rồi, mình đổi bên nào. Lên. 1 Lên thở ra siết chặt. 2 Xuống thật là chậm nha, không ăn gian nha. 3 Đạp chắc. 4 Đúng rồi. Mình ăn gian. Và lên thở xiết. 7 Nào, gồng chắc lại, không di chuyển phần hông. Wow. Nếu mà mọi người không làm được một chân á, thì mọi người có thể lấy một cái chai nước hoặc cái gì mà nặng hơn một chút, mình đặt lên cái phần bụng của mình như thế này, ở điểm này, và mình đẩy cái hông lên. Thì như vậy nó cũng sẽ giúp cho mình một cái trợ lực để mình ăn vào mông chắc hơn. 3 nhịp nữa đúng không? Ok, đúng rồi. 3 nhịp nữa. 1 Xuống chậm thôi nào. 2 Và nhịp thứ 3 mình cố gắng giữ chặt lại. 5 lần nào. Có lên. 1 2 3 4 Siết chặt và cảm nhận mông. Ôi rồi, thở ra. Rồi mọi người ơi, đứng lên nào, đứng lên nào. Hít thở đều. Mình đã kết thúc 3 set tập của bài này rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi qua đi lại để nhịp tim của chúng ta trở lại trạng thái bình thường. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết thúc cái bài tập này bằng động tác căng cơ. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau uống một ít nước đi nào. Chia đi mọi người ơi. Cố gắng lên. Wow. Ok, mình cố gắng chọn một điểm ở phía trước mình ha.
hai mũi chân của mình mở ra bằng vai và song song với nhau nha. Rồi mình đưa hai tay chen ngang, sau đó nghiêng về bên trái, kéo căng hết người mình ra, thở từ từ xuống tay phía dưới của mình nè. Vươn 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 vươn, cảm giác mình căng hết biên độ nào. 3 2 1. Sau đó mình đổi bên. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, nhịp thứ 8 rồi, mình mở chân rộng ra hơn vai một chút ha. Sau đó mình để hai cái tay lên mình trên cái đùi nè. Mình vươn người từ từ xuống. Thở ra từ từ, sau đó bò sang bên trái nè, ôm cái chân bên trái lại. Cảm giác mình sẽ căng hết cái đùi sau và thở. 5 6 7 8, sau đó bò qua bên phải và đổi bên. 1 Mọi người đếm đi. 2 3 4 5 6. Lúc mình cúi xuống là mình thở ra nha mọi người. Ok, mình bò về phía trước và mình căng thêm một lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, rồi mình đứng lên. Bây giờ mình sẽ căng tiếp cái đầu cơ đùi trước. Đặt một cái chân xuống sàn và giữ thật là chắc. Sau đó mình đưa một cái chân còn lại lên, kéo hết ra phía sau và thở từ từ để nó căng hết biên độ của cái đùi trước của mình nha. Thở ra. Nếu không được thì các bạn dựa vào tường hay là dụng gì nha. Đúng rồi, phải cố gắng giữ thăng bằng trên người mình. Sau đó mình đổi bên. Rồi, cố gắng lên. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, mọi người thở đều ra nào. Hôm nay mình đã hoạt động cái phần cơ mông rất là nhiều nên mình một lần nữa sẽ nằm xuống thảm để căng hết biên độ của phần cơ mông của mình nhé. Rồi, mọi người hãy cùng nằm xuống. Hai chân mình co lại, mình đặt một cái chân của mình lên chân còn lại. Sau đó, mọi người thấy những người mà mới tập á, mọi người cứ cố gắng để co chân như thế này. Sau đó kéo từ từ vào, nâng cái vai lên và thở ra. Thì mình sẽ căng được cái phần cơ mông và đùi sau ở đây hết biên độ. Còn những ai mà cảm giác trời nó dễ quá thì mình cố gắng thẳng cái chân mình lên như thế này ha. Rồi, nâng lên, từ từ kéo căng, căng ở cái biên độ này thì mình sẽ căng được cả hai bên. Bên trái và bên phải của mình đều rất là căng. 3 2 1. Ok, mình thở ra. Sau đó mình đổi bên phần còn lại. Bắt cái chân mình lên và kéo vào từ từ. Mình phải đi những cái động tác căng cơ, mình đi ở biên độ chậm, từ từ. Và vừa kéo vừa thở ra nha, để không gây tổn thương đến cái nhóm cơ mà mình vừa tập. Thở từ từ ra. Đúng rồi, và từ từ duỗi cái chân mình ra, kéo căng, thở. 5 4 3, cố lên. 2 1. Ok, và mình nhả lại từ từ thôi ha. Wow, hai tay mình dang ngang, hai chân mình co lại như thế này. Sau đó mắt mình nhìn qua phía bên kia của tay mình, hạ cái hông mình xuống. Thở. 5 4 3 2. Ok, và mình đổi bên. 1 2 3 4 5 6. Mọi người nhớ thở ra nha. Ok. Wow, mình thích thở đều. Và động tác lưu ý cuối cùng của cái bài tập kết thúc này là mình phải cố gắng nghiêng người qua và đứng dậy nha, không có được ngồi xổm nhanh. Thì lúc đó mình sẽ cảm giác chóng mặt nữa.